Vâng, chào các bạn trở lại với kênh Quân Nhân City. Hôm nay thì gần tới Noel rồi các bạn. Thọ sẽ đi vài nhà thờ lớn của thành phố Quy Nhơn quay không khí Noel, được các nhà thờ chuẩn bị như thế nào để sắp tới lễ Noel 2022. Hôm nay thì mình đang có mặt ở nhà thờ Chánh Tòa, hay thì còn gọi là nhà thờ nhọn của Quy Nhơn, ở đường Trọng Đạo. Đây các bạn, đây là khung cảnh bên trong nhà thờ. Thấy mọi người cũng đang chuẩn bị làm những cái công trình để mà chào đón lễ Noel sắp tới, như là cây thông, như là hang đá. Đấy, hôm nay có vẻ làm cũng hơi muộn các bạn. Tới hiện nay thì chưa có làm xong bất cứ một cái công trình nào ở trong này cả. Nay là cũng là ngày 10 rồi, còn tầm có 10 ngày nữa là tới Noel rồi. Chính nhà thờ nè các bạn, này cũng đang dựng cây thông, một dãy cây thông đấy. Ở phía trước của nhà thờ thì đang làm hang đá, năm nào cũng làm hang đá với cái ngôi đèn led khu vực này. Thấy hơi chậm các bạn, giờ mới làm thì biết chừng nào xong. Thường thì mỗi năm mà chưa có dịch thì làm sớm, từ những năm có dịch ra lại đây thì làm muộn. Nếu mà gặp một hai cây mưa nữa thì chắc lẽ thì sẽ muộn nữa. Góc Noel ở ngoài đường chỗ Lâm Văn Thành với Bùi Hùng Nghĩa này các bạn, nhìn đẹp không? Đây là nhà thờ Quy Hiệp bạn, 142 Ngô Mây. Ở trong nhà thờ ông đang tất bật để mà làm cái hang đá và chuẩn bị cho Noel năm nay các bạn. Giờ này là làm sớm hơn bên Trọng Đạo nhà thờ nhỏ. Thời tiết thì nó cũng mưa các bạn. Phố Ngô Mây mà đối diện nhà thờ bán mấy cái đồ dành cho Noel. À,
đường Ngô Mây các bạn. Hướng ra Nguyễn Thái Học. Ở đây là nhà thờ Đồng Tiến các bạn, 27 Nguyễn Thị Minh Khai. Hôm nay thì cũng đang sửa sang để chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh. Nhà thờ này mới được sửa sang cho nên khá là đẹp các bạn. Vâng, còn đây là nhà thờ Quy Đức các bạn. Nhà thờ Quy Đức ở phía ngoài đường Trần Đạo. Đây là khúc trên của Trần Đạo nha. Còn nhà thờ chính tòa thì nằm ở khúc dưới. Vào xem thử nhà thờ Quy Đức họ. Đây Quy Đức này các bạn. Giáo xứ Quy Đức. Họ đang làm gì trong này? Chúng đang dọn dẹp cây cỏ là chính các bạn. Cái phần hang đá phía trước của nhà thờ thì chưa được làm. Hậu các bạn, 396 Hùng Vương. Ngay chỗ cái sân Trung Hậu đó bạn. Đây, có cái hàng đá nhỏ nhỏ phía trước rất là ấm cúng các bạn. Đông người. Nhà thờ chắc cũng đang sơn sửa gì đó các bạn. Đang bắt dàn giáo để sơn sửa.